Tại tỉnh Quảng Trị, vào lúc 4 giờ 15 phút sáng nay, 13 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa gỗ gia công, mùn cưa và dăm gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ENE Power, đóng tại khu công nghiệp Nam Đông Hà, khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 3 tỷ đồng. Ngọn lửa bùng lên ở phía nam của nhà kho, nơi có đường dây điện ngầm chạy qua, dẫn vào khu vực sản xuất. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Trị đã điều động 9 xe cứu hỏa, 1 xe múc chuyên dụng cùng trên 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức tháo dỡ nhà kho và tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do mùn cưa và dăm gỗ rất dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan khắp khu vực nhà kho. Đến hơn 7 giờ sáng nay, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa.